điều là gì ạ? Em muốn nói với anh chị em một điều là gì ạ? Dựa trên cái qua câu chuyện trên chúng ta thấy được cái uy lực mạnh mẽ của cấp số nhân. Dựa trên nguyên lý đó thì kinh doanh theo mạng đã tập trung được sức mạnh của nhiều người trong khoảng thời gian ngắn nhất để tạo nên một hiệu quả nhanh nhất. Và đối với cái công việc phát triển mạng lưới cũng vậy, thời điểm ban đầu từng người một cho đến khi có người thật sự thích thú với công việc giống như bạn. Khi bạn tìm được hai người tích cực thì từ hai người đó sẽ phát triển thành bốn người, và bốn người sẽ thành tám người, và cứ như thế hệ thống của chúng ta sẽ ngày càng lớn mạnh, đúng không ạ? Và nếu như chúng ta hiểu về sức mạnh của cấp số nhân thì chúng ta sẽ có thêm cái niềm tin đối với con đường mà chúng ta lựa chọn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhà tư vấn chuyên nghiệp Phan Nghiên để trao đổi với nhau kỹ hơn về cái ý nghĩa của cấp số nhân. Và trước khi đến phần chia sẻ của Phan Nguyên thì xin mời một anh chị em nào chúng ta sẽ dẫn dắt toàn thể anh chị em chúng ta nuôi dưỡng cái tinh thần của mình, cái tâm hồn của mình để rồi chúng ta tiếp nhận được rất rất nhiều những cái kinh nghiệm hay của các anh chị em khi nhân cấp số của mình, đúng không ạ? Dạ, xin mời ạ. Trần. Xin mời em ơi chị Thu Hà, thật tuyệt vời ạ. Xin cảm ơn Thúy Hạnh, xin cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta chuẩn bị tinh thần nạp năng lượng cho buổi sáng ngày hôm nay chưa ạ? Chúng ta sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Rồi, cả nhà cùng mở mic lên là cùng đọc nuôi dưỡng tinh thần cùng Thu Hà nha. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Cái cảnh cuộc sống của tôi rất phong phú. Thành công trong mọi việc mình làm. Cuộc sống của tôi tràn ngập tình yêu thương và những điều tốt đẹp. Tôi được chỉ dẫn và bảo vệ tuyệt đối. Hấp dẫn niềm vui và tiền bạc vào cuộc sống của mình. Hạnh phúc và biết ơn vì được sống. Tin mọi điều tốt đẹp đang xảy ra. Yêu thương và được yêu thương. Có thể làm được mọi thứ. Tạo ra sự khác biệt trong thế giới này. Tôi là một người tuyệt vời. Cảm ơn chị em rất là nhiều. Chúc chúng ta có một buổi sáng tràn đầy năng lượng và có thể có được rất rất nhiều những cái năng lượng từ chia sẻ của tất cả các anh chị em chúng ta. Chị Thúy Hạnh bật lại mic rồi em. Dạ, xin mời nhà tư vấn chuyên nghiệp Phan Nguyên ạ. Chúng ta hãy dành một trái tim yêu thương cho Phan Nguyên ạ, để em có thể có nhiều năng lượng để truyền cho chúng ta. Dạ. Vâng, em xin cảm ơn và biết ơn chị Hạnh rất là nhiều. Chờ đợi để chị Hạnh giới thiệu lên sân khấu, cảm thấy rất là hồi hộp. Lâu không được lên sân khấu lại cảm thấy rất là như là mới ạ. Vâng, và xin được nhiệt liệt chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị em chúng ta đã có mặt trong buổi Zoom sáng ngày hôm nay. Vâng, hôm nay rất là vui mừng là Phan Nguyên lại được ban tổ chức cho chia sẻ và trao đổi cùng với tất cả cô bác anh chị về cái nội dung là sức mạnh của cấp số nhân. Và vừa rồi thì chúng ta đã được nghe câu chuyện vô cùng tuyệt vời mà chị Hạnh vừa kể cho chúng ta, đúng không ạ? Vâng, đầu tiên thì Phan Nguyên cũng xin một phút để giới thiệu về mình một chút, bởi vì có thể là có những cô bác anh chị chưa biết đến Phan Nguyên. Vâng, bao nhiêu trong số các cô bác anh chị đã biết đến Phan Nguyên rồi ạ? Cho Phan Nguyên xin một like ạ. Dạ, vâng ạ. Và bao nhiêu trong số các cô bác anh chị chưa biết đến Phan Nguyên thì cũng cho Phan Nguyên xin một like ạ. Dạ, ok, chắc là số lượng rất là ít, Phan Nguyên nhìn thấy rất là ít, nhưng mà cũng xin giới thiệu với các cô bác anh chị, tôi tên là Phan Thị Nguyên, năm nay 42 tuổi. Hiện công việc chính thì tôi vẫn đang làm ở tại ủy ban. Và cái công việc mà tôi đang yêu thích và đam mê đó chính là được hợp tác với tập đoàn CVD. Và qua gần 2 năm hợp tác với tập đoàn CVD thì chúng ta cảm thấy rằng là hạnh phúc từng ngày từng giờ, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta được thay đổi rất là nhiều thứ. Với Phan Nguyên thì thay đổi về con người, về tính cách cũng như là về hình thức, tiến bộ lên rất là nhiều.
Vì đó chính là những cái được mà chúng ta nhìn thấy và chúng ta còn được thay đổi cả chất lượng cuộc sống của mình. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau trao đổi với cái nội dung đó là sức mạnh của cấp số nhân. Thì qua cái câu chuyện vừa rồi ấy, thì các cô ba anh chị thấy rằng là khi nghĩ rằng lúc đầu ấy nó chỉ là 2 thôi, nhưng mà đến cuối cùng của bàn cờ nó như thế nào ạ? Số lượng của nó lên quá lớn đúng không ạ? Đến đến nhà vua còn không nghĩ rằng là cái số thóc mà mình phải đền cho mình phải thưởng cho cái người nông dân đó nó lại quá lớn như vậy. Đấy, lúc đầu chỉ nghĩ rằng có thể là nhà vua nghĩ rằng đấy là một quá cái điều quá đơn giản. Chỉ cần là đền cho số thóc theo cái số nhân 2 ở trên bàn cờ thì có gì đâu, rất là đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà khi kết quả nó ra thì thật sự là một sự ngạc nhiên. Đó cũng là một cái mà để chứng minh cho chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta có một đồng đội đủ lớn, khi mà chúng ta có một cái tầm và một cái tâm đủ lớn thì chúng ta sẽ có một sức mạnh vô địch, đúng không ạ? Và ở đây cũng vậy, khi làm hệ thống thì tất cả chúng ta thành công hay không là chúng ta phải thành công hay không là chúng ta sẽ phụ thuộc vào cái sức mạnh của đồng đội của chúng ta. Nếu như một mình chúng ta thì không thể nào có thể là thành công được. Nhưng nếu mà nhiều người gộp lại chỉ một chút nhỏ thôi, nó giống như là một cái ao bèo tấm ấy. Đấy, ban đầu nó chỉ có vài cánh thôi, sau đó dần dần nó lan tỏa và nó kín hết cả cái ao đúng không ạ? Và cứ như vậy thì nó cứ nhân lên. Thì bao nhiêu trong số các cô ba anh chị khi mà tìm hiểu về sơ đồ kinh doanh và đến cái mục mà cấp số nhân, chúng ta thấy rằng chúng ta tưởng tượng ra một ngày, chúng ta nghĩ ra một ngày là khi mà chúng ta có được cái số lượng người là nó nhân bản lên như thế thì chúng ta cảm thấy rằng hạnh phúc và vui sướng vô cùng khi mà cái nguồn thu nhập thụ động nó về túi mình hàng ngày. Bao nhiêu trong số các cô ba anh chị khi mà tìm hiểu về kinh doanh theo mạng và với CBD, các cô ba anh chị nhìn thấy điều đấy ạ? Dạ. Còn với Phan Nguyên thì khi mà đến cái phần sức mạnh của cấp số nhân, Phan Nguyên đã tưởng tượng ra ngay rồi. Có thể 1 năm, 2 năm, 3 năm mình có một số lượng người như thế này và nó cứ nhân bản lên. Đấy, thì chắc chắn là lúc đấy chúng ta không thể cản được người. Đấy, giống như thủ lĩnh Trương Huy Cường ấy chẳng hạn. Đấy, lúc đầu anh cũng chỉ nhân bản ra vài người thôi, nhưng bây giờ thì số lượng có cản được không ạ? Bây giờ có ai cản được anh Trương Huy Cường không ạ? Không thể cản nổi, kể cả đến anh ấy mà muốn dừng cũng không dừng được, bởi vì số lượng người nó quá lớn đúng không ạ? Đấy, thì ngày hôm nay cái câu chuyện mà Phan Nguyên định kể thì hôm nay được chị Hạnh kể rất là tuyệt vời. Và cái câu chuyện thứ hai nó liên quan đến sức mạnh cấp số nhân mà chúng ta đã được biết. Năm 1945, khi đất nước của chúng ta đang gặp phải ba cái giặc, đó là giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm đúng không ạ? Thì điều đầu tiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đã đưa ra một cái quyết sách, đó chính là phải giúp chúng ta thoát khỏi giặc đói và giặc dốt đã. Thế thì bằng cái phương pháp đó chính là nhân bản đúng không ạ? Chủ tịch tuyên truyền cho chúng ta là gì? Một người biết chữ dạy cho ba người không biết chữ. Đúng không ạ? Thế thì có phải một người là thành giúp cho ba người thì thành nhân ba đúng không ạ? Đấy, và cứ như vậy chỉ trong một thời gian rất là ngắn, đất nước của chúng ta đã thoát khỏi được cái giặc dốt. Đúng không ạ? Thì đấy chính là để cho chúng ta thấy rằng cái giá trị của cấp số nhân nó mạnh như thế nào. Đấy, và hôm nay thì chúng ta sẽ nhau tìm hiểu và khám phá xem chúng ta sau khi mà khám phá xong chúng ta sẽ đi theo, mình sẽ đi theo cái cấp độ số nhân số mấy và mình sẽ đi theo gọi là mình sang số mấy để mình chạy. Đấy, cùng một công sang số thì mình, cùng một công vào số và sang số thì mình hãy sang số mấy để mình chạy và xe sẽ đến đích sớm nếu như chúng ta đi số cao, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng khám phá để chúng ta biết được rằng sau khi mà Phan Nguyên chia sẻ về lý thuyết trước, sau đó thì các cô bác anh chị sẽ cảm nhận xem là mình và sẽ đưa ra cho mình một cái quyết định, đó là mình sẽ cùng nhau đi nhân bản cấp số mấy. Xin lỗi, máy của em lại bị
khi mà xem xong cái thật mình. Và vâng, khi mà chúng ta vào với CBD, đầu tiên là bạn đúng không ạ? Khi bạn cảm thấy môi trường tốt, công việc tốt, mọi thứ đều tốt, bạn tìm hai người giống bạn thì sao ạ? Rồi sau đó bạn lại giúp cho hai người. Tầng 1 của bạn sẽ là hai người đúng không ạ? Và khi bạn lại giúp cho hai người đó chỉ cần nhân bản giống như bạn thôi, đó chính là tìm ra mỗi người hai người, thì kết quả là sao ạ? Mới chỉ là 4 người thôi. Đấy. Nhưng đến khi chúng ta giúp cho 4 cái người này này. Đấy, 4 cái người này họ cũng biết cách nhân bản giống mình. Đấy, thì chúng ta là thành 8 người. Và khi mà chúng ta giúp cho 8 người này cũng lại biết cách nhân bản giống mình thì họ trở thành 16 người. Và đến tầng thứ 5 chúng ta đã có 32 người. Đến tầng thứ 6 thì sao ạ? Chúng ta có 64 người. Đó là nhân bản số 2 đúng không ạ? Và thật là khủng khiếp khi mà đến tầng thứ 7 chúng ta đã có đến 128 người. Và chúng ta thử tưởng tượng xem nếu như 128 người này mà họ cứ mang về cho chúng ta mỗi người chỉ 100 điểm thôi, chúng ta đã có bao nhiêu ạ? 12.800 điểm đúng không ạ? Đấy, đấy là ở mức độ cấp số 2. Vậy chúng ta cùng nhau đi khám phá xem mức độ cấp số 3 nó sẽ nhanh như thế nào. Và nếu như chúng ta là bắt đầu chúng bạn này, bạn thấy tốt, bạn thấy môi trường hay, bạn thấy công việc tốt và giá trị tốt, bạn đi trao giá trị cho 3 người. Rồi sau đó thì sao ạ? Rồi sau đó bạn giúp cho 3 người này cũng đi trao giá trị mỗi người cho 3 người thôi, thì chúng ta đã có 9 người. Nó khác gần với cái cấp số 2 chưa ạ? Ở đây mới chỉ được đến tầng thứ 2 chúng ta mới chỉ là 4, nhưng ở đây đến tầng thứ 2 chúng ta đã có 9 rồi ạ, gấp hơn 2 lần rồi. Và đến tầng thứ 3 thì sao ạ? Chúng ta giúp cho 9 người này cũng lại đi trao giá trị cho mỗi người 3 người, chúng ta sẽ có 27 người. Đấy. Và chúng ta giúp cho 27 người này đi trao giá trị mỗi người gấp 3 lần lên. Đấy, tức là mỗi người chỉ cần trao cho 3 người thôi, chúng ta đã có 81. Và 81 người này trao mỗi người cho 3 người, chúng ta đã có 243. 243 và đến tầng thứ 6 chúng ta đã có 729, và đến tầng thứ 7 thì sao ạ? Số lượng bắt đầu khủng dần đúng không ạ? Số lượng đang dần lớn dần đúng không ạ? Từ cái việc mà chúng ta chỉ nhân bản ra 2, giúp cho họ nhân bản giống mình, thì đến tầng thứ 7 chúng ta mới có 128 người thôi. Và đến nếu như chúng ta nhích lên một chút nữa, chúng ta lên số 3 đi. Đấy, gọi là đi số 3, đi xe số 3 đi. Thì khi mà ở tầng thứ 7 chúng ta đã lên đến con số là 2187. Đấy, các cô anh chị thấy sự chênh lệch quá lớn không ạ? Thế thì cùng một cái công mà mình đi, mình nhân bản thì thôi ban đầu mình nhân bản luôn đi. Đúng không ạ? Đấy, ra nhích lên thêm một tí mà là số lượng người đến tầng thứ 7 nó đã lan tỏa lên thành 2187, tức là tương đương với bao nhiêu lần ạ? Nó gấp khoảng độ gần 20 lần. Đúng không ạ? Quá tuyệt vời. Và đến cấp số 4 thì sao ạ? Khi chúng ta tìm ra 4 người giống mình, trao cho họ cái món quà này, thì giúp cho họ cũng lại đi trao quà giống mình. Và sao ạ? 4 người này sẽ trở thành 16 người. Và 16 người này nhân bản tiếp trở thành 64 người. Rồi ạ, 64 người này cũng lại trao quà cho 4 người giống mình. Họ sẽ có 256. Và 256 người này họ cũng lại đi trao quà giống mình là 4. Đúng không ạ? Chúng ta lại có 1024 người. Và đến tầng thứ 6 chúng ta có 4.096 người. Rồi sao nữa? Khi đến tầng số 7 chúng ta thấy được sự chênh lệch quá lớn chưa ạ? Đấy, từ việc là cấp số nhân 2 chúng ta chỉ có 128 người, thì đến cấp số nhân 4 chúng ta có bao nhiêu ạ? 16.384 người. Có phải là số lượng người đã đang lớn nhanh, càng ngày càng mạnh đúng không ạ? Và nếu như bạn cảm thấy rằng nó tốt như vậy, bạn hãy tìm hẳn 5 người đồng hành cùng chúng ta thì sao ạ? Chúng ta sẽ nhìn thấy cái con số lượng nó nhân bản như thế nào. Khi mà chúng ta tìm được 5 người chúng ta trao quà, đấy, rồi chúng ta giúp cho 5 người này tìm ra 5 người khác, mỗi người 5 người khác đúng không ạ? Thì chúng ta có 25 người, và giúp cho 25 người này tìm ra mỗi người 5 người như mình, thì chúng ta có bao nhiêu? Chúng ta có 125 người. Đấy, và đến
Đến đây, 125 người này nhân bản, mỗi người 5 người chúng ta có 625 người. Rồi tiếp theo, chúng ta đến tầng thứ 5, chúng ta đã có 3.125 người. Và tầng thứ 4, chúng ta có 15.625 người. Và cuối cùng chúng ta hãy nhìn cái con số mà... Rồi ạ, các cô ba anh chị thấy một sự khác biệt rất là lớn đúng không ạ? 78.125 người. Vậy thì chúng ta hãy đặt ra câu hỏi rằng, vậy thì thay bằng việc là gì? Chúng ta đi số 2, tội gì chúng ta không cố gắng lên số và để cho mình ở cái đích số 5 để chúng ta cùng nhau chúng ta chạy với tốc độ số 5. Đấy, để mang về, để chúng ta có cái thành công nó nhanh hơn nữa. Đấy. Vậy thì chúng ta chỉ cần nhìn cái mức độ để chúng ta biết được rằng là nó nhanh đến như thế nào, đúng không ạ? Từ số 2 thì chúng ta chỉ có 128 người, nhưng đến số 5 mà nhân bản đến đây, chúng ta chỉ cần đến đây là chúng ta đã có 78.125 người rồi. Đấy. Và chúng ta cảm nhận thế nào khi mà nếu như mà chúng ta nhân bản được như thế này ạ? Chúng ta hãy tưởng tượng rằng đây ạ, khi chúng ta tưởng tượng rằng gì? Bạn đầu tiên, bạn chỉ cần là gì? Nhân ra 5 người. Đấy. Và mỗi người mang về cho bạn 100 điểm. Đúng không ạ? Thì chúng ta chỉ có 500 điểm thôi. Nhưng đến khi tầng 2 mà mỗi người 100 điểm là chúng ta đã có 2.500 điểm, tương đương với K5 rồi, đúng không ạ? Và nếu như đến tầng 3, các bạn nhân bản ra được 125 người rồi, thì lúc này mỗi người chỉ có 100 điểm, chúng ta đã có 12.500 điểm rồi. Và nếu như đến tầng 4 là chúng ta đã có 62.500 điểm. Và nếu như chúng ta nhân bản được đều đặn như thế này thì đúng là một cái điều mà nó rất là bền vững, đúng không ạ? Đấy. Nhưng nếu một người chúng ta gánh thì quá nặng. Nhưng mà sao ạ? 625 người này mỗi người chỉ có 100 điểm thôi, chúng ta lại có 62.500 điểm. Số điểm nó lớn không ạ? Đấy. Và đến khi mà chúng ta có 3.125 người này, mỗi người chỉ bao nhiêu? 100 điểm. Chúng ta có bao nhiêu ạ? Số điểm vô cùng lớn. Đấy. Và cứ như vậy thì đến 78.000 người thì sao ạ? Số lượng điểm của chúng ta sẽ rất là lớn, mà không thể nào mà tưởng tượng được, đúng không ạ? Vâng. Và đến đây rồi thì Phan Nguyên muốn hỏi cái cảm nhận của các cô anh chị khi mà chúng ta đi số 2, số 3, số 4 và số 5 thì cảm nhận thấy thế nào ạ? Ai trong số các cô anh chị đang đi số 2 ạ? Ai đang đi số 2 cho xin một like ạ? Tức là trong hệ thống của chúng ta có hai chân ý chẳng hạn. Đấy, gọi là đi số 2. Bao nhiêu trong số các cô anh chị đang đi số 2 ạ? Vâng. Bao nhiêu trong số các cô anh chị đang đi số 3 ạ? Cho Văn Nguyên xin một like. Để Văn Nguyên xem là ai đang đi số nào để chúng ta thử cảm nhận xem là cái tốc độ nó ra sao ạ. Và ai trong số các cô anh chị đang đi số 4 ạ? Số 4 đâu ạ? Vâng. À rồi, anh thấy anh đang đi số 4. Tuyệt vời quá. Và ai trong số các cô bác anh chị đang đi tốc độ với số 5 ạ? Yes, rồi, em đã nhìn thấy một số các anh chị em đang đi tốc độ số 5. Tuyệt vời. Và bây giờ thì em muốn xin hỏi các anh chị xem là khi mà các anh chị, em hỏi từ người đi số 2 trước. Dạ, ai trong số các cô bác anh chị đi số 2 có thể bật mic lên chia sẻ xem là khi mà mình nhìn thấy cái sơ đồ mà nó nhân ở cái tốc độ số 5 ấy, nó nhân khủng khiếp như vậy, thì ngày hôm nay chúng ta có cảm nhận như nào và chúng ta có mong muốn gì để nhân nó lên thành 5 không ạ? Vâng, xin mời các cô bác anh chị. Em xin mời các cô bác anh chị cảm nhận thế nào khi mà chúng ta nhìn thấy cái sức mạnh của cấp số nhân ngày hôm nay. Đâu ạ, lúc này em thấy có số 2 giơ lên đâu ạ. Rồi, vậy thì số 3 đâu ạ? Xin mời các cô bác anh chị chia sẻ xem. Các cô bác anh chị đi số 3. Số 3 thì cảm nhận thấy thế nào ạ? Đâu, lúc này em thấy giơ tay số 3 đâu ạ? Ai số 3 giơ tay ạ?
Rồi, em xin mời anh Hà ra nào. Anh Hà thử bật mic chia sẻ ra nào. Anh đi số 3 thì cảm giác thế nào ạ? Chào Phân Nguyên, chào các anh chị. Thực ra thì ai mong muốn số 5, số 6. Thì cái đó là cái mà chúng ta luôn luôn biết rằng sức mạnh của nhân. Qua các bài chia sẻ, Phân Nguyên có thấy là cái sức mạnh của nhân rất là tốt. Và thực ra ai vào trong CV cũng thế. Thực ra là Hà khi vào dàn vào CV thì Hà cũng dàn hàng ngang cũng tầm khoảng 12 người đó. Thế nhưng mà đây Hà nói là cái số 3 đó là những người đang hoạt động cùng với mình. Đúng rồi. Những người thực sự đặc biệt. Chứ còn có những người mà chỉ có dùng sản phẩm mà họ cũng là thương viên nhưng không phải làm việc thì không tính được. Mình phải tính những người mà đồng hành cùng mình và cùng làm với mình và cùng ấn định cái đích đến để cùng đi cái đường dài với mình. Thế thì cái việc mà chúng ta giúp cho họ, tạo cho họ cái động lực, nhìn cho họ thấy được con đường để đi cùng với mình, đó là cái vấn đề mà cực kỳ quan trọng. Và mình luôn luôn dẫn dắt để tạo động lực cho họ, giúp cho họ vượt qua những cái khó khăn, vượt qua OC để đồng hành cùng mình. Bởi vì chúng ta thấy rằng là cái con đường này nó rất là tốt, thế nhưng mà để mà đạt được cái đích đến thì chúng ta vượt qua rất là nhiều. Và đặc biệt là ngoài động lực ra, ngoài cái mà đích đến chúng ta nhìn thấy rất là tốt rồi, mà để đạt được đó thì gốc của vấn đề là cái gì, chúng ta hiểu được là chúng ta muốn đạt được chúng ta cần có cái sự phúc đức mà cái tâm cho đi, cái đó cực kỳ quan trọng. Và chúng ta cần biết gieo những hạt tốt lành để giúp cho cái công việc chúng ta thuận lợi. Thế thì sự hào phóng của tài chính chúng ta cần phải gieo để chúng ta giúp cho mọi người biết cách, phương pháp để chúng ta đạt được thành công. Nên là Hà cũng rất mong muốn để làm sao chúng ta từ những cái ba cái chân đó dần kéo dài 5 chân, rồi là 10 chân, 15 chân và nó càng nhiều hơn. Cũng giống như là anh Châu Huy Cường ấy, hiện nay anh ấy cũng thể là anh cũng gần đến 30 chân rồi. Do đó, đó là những cái 30 chân chuyên nghiệp ấy. Cái đó là cái mà chúng ta thấy rằng là cái sự mà phát triển của doanh nhân và chúng ta cũng cần phải lớp dần lên. Bởi vì theo cái, như cái bài học của Khan ấy, chúng ta cần lúc nào chúng ta chỉ duy trì làm sao mà để làm sao giúp được 5 người. Mà khi 5 người người ta đã chuyển giao tất cả các công nghệ để giúp phát triển hệ thống, thì lúc đó họ sẽ, mình đi tìm tiếp 5 người tiếp. Thì đó là cái mà tốt nhất để chúng ta quản lý được và giúp được họ. Hà rất cảm ơn Phan Nguyên, cảm ơn các anh chị đã nghe. Vâng, em cảm ơn anh Hà rất là nhiều ạ. Vâng, cảm ơn anh đã dũng cảm bật mic chia sẻ. Đúng là như anh Hà nói thì ai cũng mong muốn rằng mình sẽ có nhiều cấp số nhân, đúng không ạ? Ai cũng mong muốn rằng mình sẽ đi số cao, đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta thì trong cái quá trình mà chúng ta đi thì nó không thể nào mà giống những cái gì mà Phan Nguyên vừa chia sẻ được ở trên màn hình. Thế nhưng đấy, bí quyết như thế nào để chúng ta có được nhiều F1 thì tí nữa Phan Nguyên sẽ bật mí và sẽ mời một người mà có nhiều F1, nhiều nhân bản ra được nhiều người để tại sao mà bạn ấy có thể đi nhanh được. Đấy, thì tí nữa Phan Nguyên sẽ đến mục đấy. Và tiếp theo ai đang có đang ở số 4 ạ? Ai đang ở số 4 ạ? Xin mời bật mic chia sẻ được không ạ? Đấy, từ số 3 lên số 4 nó đã nhanh như thế nào? Em xin mời anh Thế Anh. Cảm ơn Phan Nguyên. Xin chào các cô bác chị Dung. Cũng như anh Thanh Hải vừa chia sẻ, thực ra khi bắt đầu mình biết đến Siri và mình tìm hiểu, mình sử dụng và mình quyết tâm làm việc Siri ấy, thì cái tầm nhìn của chúng ta là phải 15 tầng 1 làm việc cũng như hơn thế nữa. Nhưng mà hiện tại thì với cái tầng 1 của Thanh thì cũng được 10 người, nhưng mà vấn đề mà hiện tại thì mới có 4 người, thì cũng đang mong muốn rằng cũng như anh Thanh Hải và tất cả mọi quý vị ấy, chúng ta làm sao để giúp cho được đồng đội tầng 1 của mình cũng như tầng 2, tầng 3 của mình hiểu ra vấn đề và cùng nhau để thấy một cấp số nhân nó sẽ lớn mạnh như vậy, cũng như cái ô bàn cờ hoặc như cái câu chuyện Phan Nguyên chia sẻ đấy. Để thực sự thì chúng ta cũng rất mong muốn để làm gì đấy, chúng ta giúp cho nhiều người hơn, người ta cho đi nhiều hơn, và cũng chúng ta cũng phải vậy, phải có tầng 1 của mình làm gì ạ. Nếu như có 10 tầng 1 thì mới có 3 hoặc 4 tầng 1 làm việc, thì vậy chúng ta phải cần có 20, 30 tầng 1, đúng không ạ? Bởi vì trong tầng 1 chúng ta cũng có người chỉ sử dụng 5 phần, đấy, cũng có người làm việc chưa hết mình. Đó là cách làm việc của Thế Anh. Và cũng rất hôm nay đã được thêm một lần nữa Phan Nguyên chia sẻ cho các số nhân họ, thì cũng có thêm một động lực nữa để cho Thế Anh cũng như cô bác ở trong room chúng ta quyết tâm hơn nữa. Cảm ơn Phan Nguyên lại cho Thế Anh chia sẻ, cảm ơn cả nhà lắng nghe. Vâng, em cảm ơn anh Thế Anh ạ. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều.
Vâng, và bây giờ xin mời ai đang ở tốc độ số 5 ạ. Xin mời chia sẻ được không ạ? Sau đó tí nữa thì Văn Huyền cũng sẽ chia sẻ cái của mình. Và tí nữa chúng ta cùng nhau để... Vậy thì mong muốn ai chẳng mong muốn thì bây giờ làm cách nào để mà có được như thế thì lại là một câu hỏi rất là lớn đúng không ạ? Vâng, ai đang ở số 5? Xin mời em, xin mời chị Thanh Hướng lúc nãy giơ tay này. Em xin mời chị. Đấy, thế nào chị đi số 5 chả trách mà chị vượt em quá xa. Đấy. Vâng ạ, biết ơn thủ lĩnh Phan Nguyên. Xin chào hội đồng thủ lĩnh, xin chào tất cả anh chị em trên Zoom. Tại vì hôm nay được Phan Nguyên chia sẻ cái sức mạnh của cấp số nhân thì Thanh Hướng cũng rất là thích. Bởi vì vào đây thì ai cũng thế thôi. Có tầng 1 là có tất cả, mà không có tầng 1 là chẳng có gì cả. Thì mới đầu vào đây thì Thanh Hướng cũng giúp đỡ và chia sẻ được 45 tầng 1 chứ không phải là 5 tầng đâu. 45 tầng 1. Và sau đó thì cũng có người rời cuộc chơi và cũng có người ở lại. Thì hiện tại của Thanh Hướng thì cũng còn gần chục người thôi. Gần chục người thôi. Thực sự là mỗi ngày mà nếu chúng ta mỗi tháng mà chúng ta không đưa được một vài người tầng 1 vào á, thì cái số lượng còn lại á, thì nhiều người sẽ rời cuộc chơi. Cho nên là chúng ta năm cái chiến lược ưu tiên á, thì chiến lược đầu tiên là vẫn phải tuyển dụng tầng 1 cho mình. Có tầng 1 thì có tất cả, mà không có tầng 1 thì chả có gì ở đây cả. Cho nên là 45 tầng 1 đó nếu mà ai cũng nở hoa cả thì chắc có lẽ là tiền Thanh Hướng để đâu cho nó hết, đúng không ạ? Và cũng có người có thể là lên, có thể thậm chí là có những người lên K7, K8 rồi họ vẫn sẵn sàng rời cuộc chơi mà. Cho nên là chúng ta không thể biết là ai là con tàu vàng, mà chỉ có thời gian thôi. Khi mà vào trong CV thì chúng ta có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu là một cái giai đoạn 2 năm đó, là cái giai đoạn sống sót. Ai mà còn trụ lại trong cái thời gian 2 năm á, là cái giai đoạn sống sót. Và cái thời gian thứ hai là cái giai đoạn mà chúng ta phải học hỏi và phát triển. Và cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn mà chúng ta được thu hoạch. Đó, giai đoạn thứ tư là chúng ta được thụ hưởng. Cho nên là trong 4 năm cái giai đoạn đó thì chúng ta phải biết rằng là mình đang ở giai đoạn nào. Có những anh chị em ở giai đoạn đầu là từ 1 đến 2 năm, chúng ta có rất là nhiều cái khó khăn, nhưng mà chúng ta lại không vượt qua được cái khó khăn đó, cho nên chúng ta phải rời cuộc chơi. Và thực sự là cái sức mạnh của cấp số nhân thì Thanh Hướng nhìn vào cái sơ đồ thì bạn chỉ cần lòng tốt của bạn chia sẻ ra 5 người thôi, thì đến tầng thứ 2 là bạn đã có 25 người rồi. Và đến tầng thứ 3 bạn đã có 125 người. Và đến tầng thứ 4 thì chúng ta đã có đến tầng thứ 5 thì chúng ta đã có 625 người. Và đến cái tầng mà 15.625 người thì nếu mà 15.625 người đó ai cũng giao cho chúng ta 100 điểm thôi thì chúng ta biết là sức mạnh nó tuyệt vời như thế nào, đúng không ạ? Cho nên chúng ta hãy nhanh nhất có thể ra không những 5 tầng, đến 10 tầng và đến 15-20 tầng, bởi vì trong số 15-20 tầng đó không biết chắc rằng là những người đó người ta có trụ lại hay không. Quan trọng là chúng ta phải mời nhiều, không nhất thiết là 5 người đâu ạ. Và nhiều tầng 1 thì chúng ta mới có tất cả. Vâng ạ, biết ơn cả nhà lắng nghe Thanh Hướng chia sẻ. Thì biết ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi, em cảm ơn và cảm ơn cái chia sẻ của chị Thanh Hướng rất là nhiều. Và bây giờ thì em đã biết rằng lý do tại sao mà chị có thể vượt xa em khỏi đường đua, đúng không ạ? Vâng ạ, cũng xin chia sẻ như này để các cô bác anh chị chúng ta cũng, đấy là một cái mà chúng ta nhìn thấy này. Thì trước đây Phan Nguyên và chị Thanh Hướng, hai chị em cùng sát cánh với nhau, thì lúc đấy là hai chị em đều là nhà tư vấn chuyên nghiệp đấy. Và chỉ sau một thời gian được gọi là chúng tôi gọi là chia tay để cho trưởng thành ấy, thì sau một thời gian rất ngắn thôi thì chị Thanh Hướng đã bứt phá lên là thủ lĩnh, còn Phan Nguyên thì đang là nhà tư vấn chuyên nghiệp. Thế thì đúng là hôm nay thì chị Hướng có chia sẻ thì mới biết được rằng là lý do tại sao chị có thể bứt phá lên nhanh, bởi vì chị có những 45 tầng 1 ạ. Cả nhà nghe thấy không ạ? 45 tầng 1, khủng không ạ? Trong khi Văn Nguyên chỉ có hơn chục tầng 1 thôi, cứ đều như vậy thôi. Nên chính vì vậy mà tại sao tốc độ của mình nó chậm hơn. Đấy, thì đó chính là những cái mà bí quyết của chị Thanh Hướng có nhiều tầng 1 như vậy. Thế nhưng mà Văn Nguyên muốn hỏi để cho các cô bác anh chị cũng được biết luôn là tại sao chị lại có nhiều tầng 1 như vậy mà chị lại có thể chăm được hết 45 người ạ? Chị có thể chia sẻ được không ạ? Đấy, tuyển dụng được thôi, nhưng còn cái vấn đề là chúng ta phải chăm sóc nhá. Đấy, mà tại sao chị lại một lúc chị có thể chăm sóc được 45 người? Và nếu như 45 người này thì đồng nghĩa với việc thu nhập của chúng ta cũng rất là cao. Đấy,
còn cùng là nhà tư vấn chuyên nghiệp nhưng có thể là thu nhập của Phan Nguyên thấp hơn của chị Hướng, bởi vì chị nhiều tầng một như vậy cơ mà, đúng không ạ? Vâng, xin mời chị cho bí quyết để cho các cô bác anh chị học theo ạ. Làm thế nào để chăm sóc được 45 người này? Đấy, và bây giờ trở thành những tố chất của chị. Vâng ạ, biết ơn thủ lĩnh Phan Nguyên lại cho Thanh Hướng lần lên sân khấu. Thực sự là 45 tầng 1 không phải là ai cũng là tư vấn viên của mình. Có những người là khách hàng thường xuyên thôi. À thì cả nhà hãy xem cái câu chuyện là chúng ta đi xuống biển ạ. Chúng ta đi bắt chai. Thì chúng ta đi xuống biển, chúng ta cầm cái rổ đúng không? Chúng ta xuống biển, chúng ta làm một rổ chai. Và chúng ta lên bờ. Chúng ta tìm con chai nào có ngọc thì chúng ta để riêng ra. Con chai nào ngọc nhỏ thì chúng ta để riêng ra chăm sóc. Và chưa có ngọc thì chúng ta lại trả về xuống biển. Đúng không? Chứ bây giờ chúng ta xuống biển mà chúng ta đâu biết con nào là có chai đâu. Không thể nào mà biết con nào là có chai cả, cho nên chúng ta phải làm một rổ chai. Và chúng ta ngồi chúng ta canh ra thì chúng ta mới biết con nào có ngọc. Đúng không ạ? Cho nên chúng ta tuyển một lúc 45 tầng 1 và có thể thậm chí nhiều hơn nữa. Nhưng bây giờ trong doanh nghiệp của Thanh Hướng chỉ còn 20 mấy người trụ lại thôi. 20 mấy người trụ lại thì có gần 10 người làm việc thôi. Chứ không có phải là cả 45 tầng 1 đó. À, bởi vì khi mà chúng ta gieo một hạt cây á, xuống đất thì có những cây là nó lên cây, có những cây thì có những hạt nó sẽ thối, và có những cây thì nó sẽ lên từ từ chậm chậm, thì chúng ta phải biết chăm bón, đúng không? Cho nên là khi mà vào đây á, Thanh Hướng chỉ cần một khách hàng mà dùng sản phẩm thôi, Thanh Hướng cũng đưa vào hệ thống. Chị ạ, em không phải là người bán sản phẩm cho chị, mà đây là quyền lợi của chị mua từ công ty. Chị được hưởng tất cả hoa hồng 25% mà công ty tri ân cho chị. Chị em nói đây không có bán chắc gì ở đây cả. Và không có cái gì to bằng quyền lợi cả nhà. Quyền lợi là một cái to nhất đối với chúng ta. Cho nên là Thanh Hướng sẽ mở khách hàng thường xuyên cho họ. Và họ được hưởng cái khách hàng thường xuyên. Và một ngày nào đó nếu mà họ cảm thấy là công việc này tốt này, sản phẩm tốt này, cơ hội tốt và sơ đồ trả thưởng tốt, thì Thanh Hướng lại chuyển họ sang tư vấn viên. À, cho nên là những người mà mua sản phẩm Thanh Hướng cũng mở thẻ cho họ. Chứ Thanh Hướng không bán. Bởi vì chúng ta vào đây để chúng ta kinh doanh hệ thống mà. Nếu mà bán mấy đồng tiền lẻ thì bán làm gì? Và Thanh Hướng luôn nói rằng với khách hàng là chị mua tận gốc tại công ty và công ty lại còn tri ân cho chị được 25%. Thế thì bây giờ cái phần thưởng đó chị dùng hay là chị tặng cho em? Nếu mà chị tặng cho em thì em sẽ lấy vào cây của em và cảm ơn chị đã tặng lại 25% cho em. Bởi vì quyền lợi mà. Quyền lợi không ai người ta tặng cho mình cả. Cho nên là Thanh Hướng mở thẻ. Và ai xác định trở thành tư vấn viên thì Thanh Hướng chuyển sang. Thế thôi. Cho nên là 45 tầng 1. Nếu như mà 45 tầng 1 đó ai mà cũng là tư vấn viên chuyên nghiệp hay là K7, K8 hay là thủ lĩnh thì rất là nhiều tiền phải không quý vị? Vâng, đó là bí quyết của Thanh Hướng ạ. Vâng, cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Quá là tuyệt vời. Xin cả nhà hãy dành 2 like tặng cho chị Thanh Hướng. Ngày hôm nay chị đã chia sẻ bí quyết của chị làm sao chị chăm sóc những 45 người, đúng không ạ? Đấy, đó là cứ ai là xác định làm việc, lúc đấy chị mới chuyển sang là tư vấn viên. Còn đâu là khách hàng thường xuyên, cả nhà nghe rõ nhá. Khi mà chúng ta ký thì nếu như họ chưa xác định làm việc, chúng ta hãy để là khách hàng thường xuyên. Đấy, khi nào mà họ có mong muốn thì lúc đấy chúng ta bảo đã thật sự mong muốn chưa? Thì giúp cho họ chuyển sang tư vấn viên. Đấy. Rồi, rất là tuyệt vời. Một cái bí quyết mà hôm nay chị Anh Thanh Hướng đã bộc lộ ra cho để chúng ta biết được rằng là trong một thời gian ngắn hai chị em cùng đi trên một con đường, nhưng mà trong một thời gian ngắn thì chị đã bứt phá và bây giờ thì doanh số của chị lên một con số rất là lớn rồi. Đấy, một tháng có thể chị lên đến gần 70.000 điểm hoặc hơn 70.000 điểm rồi cơ. Đấy, tuyệt vời không ạ? Đấy, và bây giờ thì Phan Nguyên cũng sẽ mời lên đây một người bạn mà Phan Nguyên vô cùng ngưỡng mộ. Đấy, vô cùng ngưỡng mộ với một cái gọi là mới biết được cái bí quyết của bạn ấy là tại sao mà bạn ấy có thu nhập khủng, bởi vì là cùng là nhà tư vấn chuyên nghiệp nhưng mà bạn ấy có đến không biết bao nhiêu là tầng 1. Đấy, và hỏi xem là hôm nay chúng ta cùng nhau xem bạn ấy bật mí ra là bạn ấy làm thế nào mà bạn ấy tuyển được nhiều và bạn ấy lại giữ chân được người ta như vậy, đúng không ạ? Để chăm sóc được họ. Đấy. Vâng, không ai khác đó chính là một người bạn cùng tuổi gà với Phan Nguyên. Xin mời bác sĩ Hoài Hương, thủ lĩnh của chúng ta. Cảm ơn Phan Nguyên, xin chào tất cả mọi người. Chúc cả nhà chúng ta một ngày mới tràn đầy năng lượng. Hoài Hương đang trực nhé.
cho nên mà Hương đã xin chia sẻ khoảng mấy phút đến giờ Hương phải làm việc. Yes. Nghe câu chuyện chị Thanh Hướng thì em nghĩ tới em ạ. Bởi em cũng như vậy ạ. Cái đầu tiên thì đúng là em là đang làm việc rồi chân ướt chân ráo đi vào ngành kinh doanh này thôi. Không biết một cái gì luôn ạ. Nhưng sau khi mà được gặp anh Ly, thì anh Ly cũng nói về là đây là ngành kinh doanh sao chép. Là em cứ nhân bản lên thôi. Ai nhào ấy. Thì quan điểm của Hoài Hương cũng giống y chị Thanh Hướng. Gần như 100% khách hàng ở đây Hoài Hương cũng nói cái quyền lợi. Hoài Hương cũng không bán. Bởi vì cái tư duy của chúng ta rất sợ đi bán hàng. Nhiều người sợ bán hàng lắm. Những người chuyên bán hàng online thì họ không sợ thôi. Nhưng mà đa phần khách hàng chúng ta cực thì sợ bán hàng ạ. Bởi vì cứ khi tuyển dụng họ hay khi chia sẻ họ bảo là ôi em phải cầm đi bán, em phải giao bán, em phải ABCD, rất nhiều lý do. Thì em cũng không bao giờ nói vấn đề đó. Thì em chỉ nói rằng không ạ, em cũng không phải là người đi bán hàng. Tư duy giống y chị Hướng ạ. Em không phải là người đi bán hàng ạ. Đây là em muốn trao giá trị cho chị. Nếu em bán hàng thì chắc chắn là nếu em làm bán hàng một ngày, em bán được 10 đơn ngày thì em giàu to rồi ạ. Với một khách hàng ra mà cứ đến với Hoài Hương, Hoài Hương cho ví dụ tối thiểu là 1 triệu, 2 triệu thôi. Ví dụ 10 khách hàng, Hoài Hương đã có 2 triệu rưỡi rồi chẳng hạn. Chào. Thì em cũng nói là nếu ngày nào em cũng bán hàng như vậy, mà chắc chắn với cái cương vị là nhà chuyên môn thì em sẽ bán được rất nhiều. Do vậy là em cũng không muốn bán, em chỉ muốn trao giá trị cho mọi người được quyền lợi và mua trực tiếp tại công ty thôi. Và quyền lợi đó, ví như đây là một cái supermarket, chúng ta vào cái siêu thị, chúng ta mua, thì chúng ta được giảm giá tích điểm là bao nhiêu ạ? 3-5% là tối đa đúng không ạ? Nhưng vào đây ạ, tập đoàn của chúng em là như thế nào ạ? Sẽ được tích lũy điểm cho các bạn tối đa là 25% trên một sản phẩm trước thuế. Bà Hương cứ nói như vậy, họ ô thế nhiều vậy à? Thế nhờ, và đấy các anh chị cứ vào đây, bà Hương thường dở cái cây doanh nghiệp bà Hương ra cho người ta xem tích lũy điểm của mình là bao nhiêu và có cái quỹ 25% đổ về bao nhiêu, thì bắt đầu họ thấy hào hứng, thì cũng bật mí là tại sao nhà tư vấn chuyên nghiệp Hoài Hương được thu nhập cao và kể như bây giờ thủ lĩnh thu nhập cao. Bởi vì tầng 1 của Hoài Hương lên 68 người cơ ạ. 68 người tầng 1 cơ ạ. Một con số mà thực sự khi mà mình lướt lại mình thấy ôi sao nhiều vậy à. Và cũng giống như chị Hướng ạ, cái sàng lọc ạ. Khi đối với khách thường xuyên mà họ đến ấy thì cũng có một cái lịch, một cái quyển sổ bao giờ cũng thế ba em là khi họ uống sản phẩm thì một tuần đầu sẽ alo hỏi thăm, xong tuần thứ hai alo hỏi thăm. Do vậy là chăm sóc họ, có những khách thường xuyên mà Hoài Hương biết sản phẩm năm 2016 cơ. Lúc mà Hoài Hương là khách hàng thường xuyên, Hoài Hương vẫn chăm được họ, đến bây giờ họ vẫn sử dụng và họ vẫn là khách hàng thường xuyên. Vẫn là cái thẻ khách hàng thường xuyên. Họ cứ sử dụng đều thôi mỗi tháng, mặc dù 3 triệu của họ cũng ít đâu nha. Nhưng họ vẫn là khách hàng thường xuyên bởi họ không muốn chuyển hướng kinh doanh hết, họ chỉ muốn như thế thôi. À đấy, và đối với đó thì khi sàng lọc đi, có những người có tư duy mong muốn khát khao kiếm thêm, bây giờ thì Hương bắt đầu tiếp cận. Hương đấy, thấy chưa, và như thế Hương bắt đầu tiếp cận để chia sẻ cho họ làm thế nào để chúng ta kiếm thêm thu nhập và chúng ta lại được sử dụng miễn phí hơn nữa. Thế Hương lại ngồi cùng họ, Hương sàng lọc ra những viên ngọc trai như chị Hương nói để họ trở thành là tư vấn viên của tập đoàn Sima Wellness. Đấy là những cách của Hương thế thôi. Và đúng là càng nhiều tầng 1 thì chúng ta càng nhiều thu nhập. Những cái thu nhập của nhà tư vấn chuyên nghiệp thủ lĩnh thì chúng ta không thể so bì là 30-40 triệu. Những cái thu nhập của nhà tư vấn chuyên nghiệp phải hơn gấp nhiều lần như thế cơ. Đấy là cái cách mà Hương nghe được rằng là mới đây mới biết được thôi. Đó là cùng thì là nhà tư vấn chuyên nghiệp nhưng có những tháng mà bạn Hoài Hương lên đến 80 triệu thu nhập, bạn có đúng không? Đúng rồi. Không biết là nghe tin đồn có đúng không ạ? Đúng rồi, tại vì công một nhiều mà thì sao chép nhân nhiều thì mọi người nhân theo cái công thức chúng ta đúng không ạ? Thì đúng thật, lúc đó thì Hoài Hương không nghĩ là ôi sao lại như thế. Bởi vì bước chân vào làm Hoài Hương không biết tính cái bảng đấy đâu. Xong Hoài Hương bảo ôi sao, tại sao mà nhà tư vấn chuyên nghiệp bạn này được như thế, sao mình được nhiều như thế. Thì mọi người ở nhiều tầng 1 nhiều, chứ nhiều tầng 1 là như thế nào thì bắt đầu mới học thôi. Thì thời gian cũng không để ý nhiều cái cách thức làm việc. Đã cứ đến đâu thì hỏi đấy, đến đâu hỏi đấy. Và những cái con số lên với mình thì mình thực sự cũng ngỡ ngàng. Và bắt đầu mới để ý rất kỹ về cái cấp số nhân hôm nay Phan Nguyên chia sẻ. Và Phan Nguyên chia sẻ cái bài cực kỳ tuyệt vời ạ. 2, rồi nhân 3, nhân 4, nhân 5. Thì Hoài Hương hôm nay cũng chẳng biết, cứ nhân đại rồi. Và nhân đại là sao chép lên thì bây giờ lên con số nó cũng khủng khiếp vậy. Cảm ơn Phan Nguyên và cảm ơn tất cả mọi người lắng nghe. Rồi. Cho và trong số các cô bác anh chị nghe xong câu chuyện chia sẻ của bạn Hoài Hương thấy rằng mình phải đi tìm nhiều khách hàng thường xuyên để có được nhiều ngọc trai ạ. Chúng ta cứ đi tìm khách hàng thường xuyên thôi. Đừng nghĩ rằng họ là tư vấn viên hay gì cả. Đừng có mong chờ và nhiều. Kệ, cứ chia sẻ cho họ xong rồi làm cho họ cái thẻ giống như chị Thanh Hướng và bạn Hoài Hương vừa chia sẻ đấy. Đấy, hôm nay chúng ta biết được bí quyết đúng không ạ? Mình cứ nặng nề mình bảo rằng là bạn này chắc là làm được, phải chia sẻ bạn ấy làm tư vấn viên. Thế là chúng ta cứ định hướng họ tư vấn viên trong khi họ chưa thích.
họ muốn làm khách hàng để dùng thôi, lại cứ không chị ơi vào đây tư vấn viên được nhiều lắm, ô tô rồi ABC nhiều thứ, bắt đầu người ta dối đầu lên, người ta bảo thôi thôi mày cứ lấy cho chị cho xong, thế là trả vậy. Rồi là khi mà làm thẻ chúng ta cứ làm cái chúng ta khi mà làm thì đây tiện đây thì Phan Nguyên cũng nhắc để cho các cô bác anh chị người mới, nhiều anh chị em chính vì vậy mà tại sao lại làm mất khách hàng của mình này. Ví dụ khi người ta mới mà chúng ta tư vấn người ta, người ta muốn dùng sản phẩm ấy, một hai sản phẩm chúng ta cho dùng đi và chúng ta làm là khách hàng thường xuyên. Phan Nguyên cho chị Phan Nguyên cho chị nói cái chỗ này, tại sao mà khách hàng thường xuyên thì người ta sẽ dễ làm việc với mình này. Bởi vì khi mà người ta dùng sản phẩm á, Hương sẽ quay lại Hương nói là anh chị có muốn dùng sản phẩm miễn phí không? Thế là người ta nói là có. Thế xong mình nói là nếu anh chị muốn dùng sản phẩm miễn phí thì anh chị mời cho em 3 người cũng dùng sản phẩm giống anh chị. Thế xong người ta đi mời 3 người, xong cái mình đưa ra dần dần các cái chiến lược á. Chị nếu mà chị muốn dùng sản phẩm miễn phí thì chị tìm 3 người, nhưng mà 3 người đó để chị được hưởng miễn phí thì chị phải chụp cho em hình 3x4 này, photo công chứng chứng minh này, thì với đúng pháp luật Việt Nam và chị mới được hưởng thu nhập vào tài khoản. Thì mình phải làm họ dần dần họ mới không sợ. Còn nếu mà đến đùng một cái mình bỏ họ đi chụp công chứng chứng minh này, photo này, rồi hình này, người ta sợ lắm. Và khi mà người ta thấy cái quyền lợi á, thì mình bố họ lên rồi họ vẫn lên. Còn mới đầu họ chưa có cái gì, họ chưa có tiền, chưa có thu nhập, mình nói họ đi chụp hình mới lại làm công chứng là người ta kinh. Đấy, cho nên là cái chiến lược mà mình cứ phải đi từng bước một. Chị ơi, nếu mà chị mời được 3 người mà chị không bổ sung như thế em thấy phí cực nhá. Tự nhiên tháng chị dùng 2-3 triệu mà chị lại không được hưởng cái đó. Tự nhiên chị lại nhường cho em, thế là em lại phước hơn chị. Thế xong cái người ta thích, người ta đi làm. Còn mình mà nói là, ui dồi, con này là con tàu vàng rồi, người này chắc chắn là sẽ làm việc. Thế là mình cứ vỗ vào họ kinh. Đó, cái cách làm của Hướng là thế, cứ từ từ đưa họ vào trong, từ từ họ đỡ sợ. Còn mình cứ ốp quá, người ta tưởng mình được lời nhiều lắm, người ta sợ. Vâng ạ. Vâng, xin cả nhà hãy dành hai like cho hai câu chuyện của Hoài Hương và chị Thanh Hướng, tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, một người là 45 tầng 1, còn một người 63 tầng 1, cả nhà hãy nhớ lấy ạ. Tầng 1 ở đây không có nghĩa là nhà tư vấn viên, mà chỉ cần là nhìn khách hàng thường xuyên thôi, là chúng ta có thu nhập rất là lớn. Thế thì Phan Huyên cũng đang muốn chia sẻ với các cô bác anh chị là gì? Là lý do tại sao những người mới mà mới vào ấy, đấy, chưa biết được những cái kinh nghiệm này dẫn đến là chúng ta bị mất khách này. Thế thì giống như, cũng một phần giống như chị Hướng vừa chia sẻ ấy, khi chúng ta vừa mới làm cho họ một cái mã, chúng ta hành người ta nào thì chị ơi đi mở cho em tài khoản đi, chị ơi đi công chứng cho em chứng minh thư nhân dân đi, thế là họ bảo không, thôi về cả nhà nói ra, ui cẩn thận nhá, chứng minh thư bây giờ lừa nhiều lắm đấy, lừa nhiều lắm đấy, đừng có mà đưa chứng minh thư cho người khác, thôi, thế là bắt đầu người ta quay ra, thôi thôi em ơi, thôi chị không làm nữa đâu, vì là chị nói là chồng chị bảo là thôi đừng có mà chứng minh thư mới thẻ ngân hàng, thế là mai có tiền ở trong thẻ ngân hàng người ta rút hết mất. Đúng không ạ? Cái được chưa thấy mà đã thấy cái mất. Đấy. Thì vì đa phần chúng ta là đang gì? Trong tư thế cảnh giác. Vì bây giờ thật giả lẫn lộn các cô bác anh chị nha. Chúng ta hãy đặt mình vào khách hàng đi. Vừa mới quen xong, vừa mới bảo làm mã thành viên xong, cứ xui người ta đưa tài khoản ngân hàng với lại chứng minh thư nhân dân. Đấy. Thế là họ sợ. Thế là chúng ta tuột mất một khách hàng. Thế thì bí quyết ở đây là gì? Bí quyết ở đây là đúng như như chị Thanh Hướng vừa chia sẻ ấy, đó là đầu tiên chúng ta cứ mở là tư vấn viên, là khách hàng thường xuyên đi. Để làm gì ạ? Để đơn giản hóa cái hồ sơ đó. Vì khi là khách hàng thường xuyên, chúng ta chỉ duy nhất là cấy mã xong là chúng ta được quyền trừ chiết khấu rồi, đúng không ạ? Và khi là gì ạ? Khi bắt đầu họ nhích lên được thấy lên đến 200 điểm chẳng hạn thì bắt đầu bảo ôi chị ơi chị được 200 rồi đấy, có khi là tháng này chị có thể lên được đến 300 đấy, thì chị bắt đầu chị bổ sung cho em tài khoản ngân hàng đi để làm gì ạ, để còn nhận thu nhập về tài khoản đấy. Chúng ta cứ từng bước chúng ta chia sẻ như vậy. Chứ còn người mới ấy, là Phan Nguyên thấy rằng là lúc đầu ấy là bắt khách hàng đầy đủ các thứ bắt đầu mới mở mã. Chị ơi chị công chứng cho em chứng minh thư nhân dân đi, cho em số tài khoản ngân hàng đi, cho em địa chỉ Gmail, thì họ chả biết mail là gì, tự dưng bắt người ta lập hết cái nọ rồi lập cái kia, đầy đủ thủ tục xong bắt đầu mới mở mã cho họ. Thế là họ thấy là nhà người ta thôi rắc rối lắm em ơi, thôi có khi chị không làm đâu, thế là thôi chúng ta cũng mất người đấy. Nên là làm gì ạ? Chúng ta hãy nhẹ nhàng đơn giản hóa vấn đề đi, là gì, hãy bảo họ làm từ là khách hàng thường xuyên của mình đi đã, rồi sau dùng mà cảm thấy rằng trong quá trình họ dùng
có thể là những ngày dùng người ta thấy là cái tiến triển tích cực này thì chúng ta động viên dần dần để chuyển họ lên, cứ dần dần đưa họ dần lên giống như chị Hướng ấy. Thế là chúng ta dần dần có những tư vấn viên, chứ đừng nghĩ ngay lúc đầu mình đã hy vọng nhiều quá, bảo rằng người này có mối quan hệ lớn, người này có tầm ảnh hưởng nhiều, người này chắc chắn sẽ là tàu vàng. Thế là chúng ta cứ muốn là một lần là chúng ta hoàn thiện luôn, là chúng ta cứ ốp người ta có đủ đầy đủ, trong khi người ta bảo là thôi nhà tôi cách xa ngân hàng lắm, đi mở tài khoản giờ cũng ngại. Thế là người ta chần chừ, xong rồi người ta dẫn đến là từ những lý do đó mà người ta xin rút lui. Đấy, người ta bảo thôi mày lấy hộ chị một hai sản phẩm, giờ này mà bảo chị đi mở tài khoản hay là đi lên ngân hàng chị ngại lắm. Thế là thôi chúng ta mất khách hàng. Đấy, thì đấy chính là cái mà muốn nhắn nhủ cho các anh chị em người mới, để chúng ta biết cách. Đấy, chúng ta biết cách làm thế nào để khách hàng vẫn sử dụng sản phẩm mà lại đồng hành cùng với mình. Chứ làm mà người ta chưa gì mà chúng ta đã cứ lấy nhiều những cái thủ tục đi quá thì người ta sợ, người ta mất cái nọ, mất cái kia. Đấy, nên là chúng ta, bao nhiêu trong số các ông anh chị đã từng là gì? Bảo khách hàng đi mở thẻ ngân hàng và đi công chứng chứng minh thư, xong đó thì họ từ chối xin rút ạ. Bao nhiêu trong số các cô anh chị đã như vậy ạ? Có ai không ạ? Vâng, Phan Nguyên thấy rằng trong hệ thống của Phan Nguyên cũng vậy, nhiều các cô bạn anh chị lúc mới vào ấy, thế là bắt đầu đưa ra một loạt các cái yêu cầu cần phải chuẩn bị đầy đủ để cho mở thẻ. Thế xong họ đến cái mục mà tài khoản ngân hàng rồi. Thôi bác bây giờ có tuổi rồi, bác ngại lắm, không đi ngân hàng được đâu. Thôi, đừng mở cho bác nữa, thôi. Lấy cho bác mấy cái này, thế xong rồi dùng một hai lần là tự dưng là dần dần là người ta rơi mất. Đấy, thì đấy là một cái mà cũng cần lưu ý với các cô bác anh chị. Và cái vấn đề chăm sóc khách hàng ấy là một cái vấn đề cũng rất là quan trọng. Nên tại sao mà chị Hướng có thể chăm sóc được 45 người và sau này đã trở thành những con tàu vàng của chị. Rồi bạn Hoài Hương có thể chăm sóc 63 người để trở thành những nhân tố của chị. Thì câu chuyện mà bạn Hoài Hương hôm trước đã kể rồi đấy. Như ví dụ như bác sĩ Tiến là cũng đồng hành chăm sóc gần 2 năm đấy ạ. Hơn 1 năm đấy ạ. Rồi bạn Tiến bạn mới nhìn ra con đường ở đây nhá. Nên các cô bác anh chị đừng sốt ruột. Có thể lúc này các cô bác anh chị đang có trong tay mình là 5 người, 10 người chẳng hạn. Đấy, rồi chúng ta tiếp tục chúng ta tuyển đi ạ. Và chúng ta cứ chăm họ, đừng để rơi họ. Đấy, cứ đồng hành cùng với họ. Có thể là tại thời điểm này họ chưa phù hợp, rồi một ngày nào đó thời điểm khác phù hợp hơn, họ sẽ nhìn thấy con đường, đúng không? Đấy, chính vì vậy mà chúng ta hãy cứ kiên trì bền bỉ chăm sóc và chăm sóc, để làm sao những cái khách hàng thường xuyên đấy của mình dần dần sẽ trở thành những người đồng hành cùng với mình. Đấy, chuyển từ thường xuyên sang đồng hành. Đấy, thì chúng ta phải, tại sao chính vì vậy mà chúng ta vào Zoom được, để chúng ta nghe được những cái kinh nghiệm của những người đi trước và những cái sai lầm của những người đi trước, cũng chính là bài học cho mình. Đấy, thì Phan Nguyên cũng kể là khi mà mới vào ấy, mới vào với CB thì Phan Nguyên cứ đúng là làm khờ dại thì là nó lại mang lại kết quả tốt, tức là chúng ta lúc đấy không tính toán gì hết mà Phan Nguyên cứ chia sẻ. Thế là lúc đấy là Phan Nguyên đã tuyển được 12 người là F1 nhá. Thế là tháng đấy tự dưng lên luôn K5. Ồ, chả cần biết là gì cả, lên luôn K5. Thế đến tháng thứ hai thì số người đấy chỉ cần nhân nhích như một tí thôi là chúng ta đã lên được K6 rồi. Đấy, nhích như một tí là lên K6. Lúc đấy lên K6, K5 ngay từ tháng đầu tiên cảm thấy nó rất là đơn giản nhá. Thật sự luôn là lúc đấy Phan Nguyên còn cũng chẳng tính toán và cũng chẳng biết gì đâu. Đấy, khi vào thì mình chia sẻ ra hơn chục người. Đấy, và bây giờ thì hiện nay thì hơn chục người đó thì hiện nay để đồng hành cùng với Phan Nguyên thì còn bao nhiêu ạ? 1, 2, 3. Bây giờ còn 4 người ạ, 5 người ạ. 5 người vẫn đang đồng hành cùng từ thời đầu cho đến nay. Thế còn đâu thì cũng cái dàn đấy người ta cũng người thì gặp vấn đề này, người gặp vấn đề kia, người ta rơi rụng. Nhưng mà cái điều mà khác biệt ở đây là gì? Là bởi vì Phan Nguyên bổ sung được F1 ít quá, còn chị Thanh Hướng và bạn Hoài Hương thì lại đi theo cái khác. Bởi vì sao? Bởi vì Phan Nguyên cứ sợ rằng là mình nhiều F1 quá không chăm được. Đấy, thế là cứ đi chăm cho tầng sâu, tức là chăm cho tầng dưới. Đấy, bao giờ, tức là Phan Nguyên thì lại cái quan điểm là gì? Chăm cho cái nhánh này nó tốt, xong lại tiếp tục đi mở khai hoang tiếp. Đấy, nhưng mà bạn Hoài Hương và chị Thanh Hướng thì lại làm khác, đó là cứ khai hoang một loạt đi, xong đó thì chọn ra ngọc trai để mình nuôi dưỡng. Thế nhưng mà Văn Nguyên thì lại cứ thôi, ví dụ như là nhánh của F1 này
mình giúp cho họ chăm tốt đi đã, xong nhánh này có 4 5 nhánh đấy thì chúng ta cứ giúp cho chăm tốt đi đã rồi mới lại tuyển tiếp. Nên là cứ sợ là không chăm được. Vì vậy mà Phan Nguyên luôn luôn dè chừng là thôi cứ từ từ giúp cho người dưới trước đã. Đấy. Nên là chính vì vậy mà bây giờ là hai bài toán nó khác hẳn nhau đấy. Giữa một cái là cái quan điểm của Phan Nguyên là chăm cho 4 5 người F1 này tốt đi đã rồi mới lại đi tuyển tiếp. Thì bây giờ kết quả là gì ạ? Thu nhập thấp hơn chị Hướng rất là nhiều. Còn chị Hướng là sao ạ? Chị kệ, chị cứ đi gieo, chị cứ đi gieo rồi chị tìm ra những viên ngọc trai trong cả một cái đống trai đó. Đấy. Thì cứ tìm ra dần dần thì sẽ ra được viên ngọc trai ở trong cái đống trai đấy. Thế nhưng mà Phan Nguyên thì đúng là ngày hôm nay thì cũng là một bài học để mình nhận ra được rằng là cái cách làm của mình thực ra thì nó không có đúng có sai, nhưng mà cái cách làm của mình là lý do tại sao mà mình bị chậm và mình bị thu nhập kém hơn là ở cái chỗ đấy. Vì cứ luôn luôn là sợ rằng nhiều F1 là không chăm được. Đấy, vì còn chăm đến tận tầng sâu mà. Đấy, chính vì vậy mà hôm nay chúng ta có một bài học ở đây để anh chị em cùng nhau đưa ra xem là cái cách làm của mình nên làm như thế nào để có được cái thu nhập tốt và cái hệ thống tốt nhé. Vâng ạ, và Phan Nguyên đã nhìn thấy một cánh tay của chú Hùng ạ. Vâng, cháu xin mời chú chia sẻ câu chuyện của chú ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn Thanh Nguyên, Phan Nguyên và cảm ơn tất cả các ý kiến phát biểu lúc trước. Sở dĩ là Hùng xin phát biểu một chút, xin bà con cô chú ý lắng nghe. Hùng tên là Vũ Mạnh Hùng, quê ở Phú Thọ, nhưng mà hiện sống ở Hà Nội. Năm nay 67 tuổi, cũng nhiều người biết đến rồi. Thế Hùng xin phát biểu một cái hướng mà nó cũng gần gần tương tự như thế. Khi bởi vì sao mà khi Phan Nguyên hỏi là ai làm đang đi hai chân, ba chân hay bốn chân, nhưng mà Hùng chẳng biết dùng nhận cái nào cả. Bởi vì nói thực ra là có những lúc là cái số tầng một nó lên đến 20 người. Thế nhưng mà lúc cứ tuyển được hai người thì một người dụng, hoặc là tuyển được một người thì hai người dụng. Cho nên là nó cứ thay đổi liên tục. Thế nên cái cách làm của Hùng thì nó cũng gần giống như là Thanh Hướng, tức là mình không có chọn lựa nhiều lắm. Tôi cứ ai mà người ta có ý muốn người ta vào thì mình cho họ làm khách hàng thường xuyên. Thế thì bởi vì này có những người mà ví dụ như là ở tôi tuyển trên mạng ấy, có những người khi mà họ hỏi họ rất mong muốn rồi. Đến lúc mình bảo là thôi cấp cho cái chứng minh nhân dân này, cái thẻ tài khoản. Thế là họ bỏ luôn, họ bảo bây giờ tôi không lộ chứng minh nhân dân của tôi được. Riêng chứng minh nhân dân thì chịu, không thể làm cái mới được. Nhưng mà cái tài khoản ấy, mình bảo bây giờ anh sợ thì anh mở hẳn một cái tài khoản mới. Mất 50.000 thôi, mở tài khoản mới. Thế nhưng mà, thì sau này cái thì tôi mới nghĩ ra cách, tôi bảo thôi mình cứ dùng cả gọi là tư vấn viên tàng hình, mình gọi là tàng hình. Tức là mình tuyển có những người vào, nhưng mà người ta không đi học được, người ta không vào Zoom được, không vào nhóm. Vào nhóm người ta bảo cuối cùng là tin nhắn nó nhiều quá, người ta ngại, người ta không vào. Thế thì mình phải mất công, mình chăm sóc riêng những cái tư vấn viên đó. Thế và còn những người khác ấy, thì mình cứ cho là khách hàng thường xuyên. Mà khách hàng thường xuyên thì theo cái cách của tôi như thế này. Trong gia đình mình ấy, thì cũng có nhiều người rất thân. Ví dụ các con mình, nó không làm, nhưng mà mình cứ lấy cái chứng minh nhân dân của nó, mình mở cho nó một cái thẻ tư vấn để mình làm sao để mình cân nhánh về sau. Đấy, còn các cái tư vấn viên, các cái khách hàng thường xuyên, ví dụ người ta dùng thực sự đấy, người ta mua 100 điểm, nhưng mà tôi mua cho họ vào đấy 10 điểm thôi. Thế còn lại là 90 điểm tôi mua vào cho một cái tư vấn viên mà rất thân của mình. Đó. Để làm cái gì? Để mình phải ghi chép cẩn thận vào. Ví dụ như là cái ông khách hàng thường xuyên này, ông mới mua có 10 điểm thôi. Còn 90 điểm nữa phải ghi lại để lần sau mua vào chỗ nào thì cái người đó phải trả lại cái tiền 25% cho cái khách hàng thường xuyên đó. Để vì khi mà ví dụ như là có 6 tháng được 200 điểm thì sẽ được gói quà chẳng hạn đấy. Bởi vì sao mà có những người người ta làm rất ít nhưng mà người ta nhận được đến 5-6 cái gói quà thưởng 200, đi nhanh 200 là cái lý do như thế. Đấy. Ví dụ như tôi muốn cho ai ở trong cái đội nhóm của tôi mà nhận được cái gói quà thì tôi sẽ làm bằng cái cách đấy, là chắc chắn trong cái tháng đấy người ấy có 200 điểm. Thế xong sau cái thì lấy lại cái tiền và cái điểm đó để trả lại cho cái người mà người ta làm khách hàng thường xuyên thực sự ấy. Đó. Thế còn là ví dụ như là mình muốn cân nhanh ấy, thì cứ những cái khách hàng thường xuyên đó họ cho mình 5 điểm, 10 điểm mỗi người một chút ấy.
là sẽ được khá khá đấy chứ không phải là ít đâu. Thế và mình cứ chăm sóc họ thì cũng có những người họ từ khách hàng thường xuyên thì họ chuyển sang là tư vấn viên. Cho nên là có những người mà khi ký vào ấy, tôi hướng dẫn họ học cái nghị định 40, tôi thấy họ ngại nhất cái việc đó, họ không muốn học. Thế thì biết mình biết là cái người đó cũng khó, phải chăm sóc lâu đấy, chứ không thể nào nhanh lên được. Thế cho nên là mình muốn để người ta cứ làm khách hàng thường xuyên đã thì thôi, mà hướng dẫn mấy lần họ không làm được thôi mình không làm hộ, không làm hộ cái học nghị định 40. Nhưng nếu họ mà có khả năng họ phát triển nhanh ấy, thì lúc bấy giờ mới học cho họ cái nghị định 40 thì mới chuyển sang tư vấn viên chính thức. Thế còn lại là cứ để khách hàng thường xuyên thôi. Cho nên là hiện tại là tôi nói thực ra mười mấy người nhưng mà chỉ tính lại chỉ còn có 8 người thôi, 8 người hoạt động nhưng mà có những người hoạt động rất tích cực, nhưng có người hoạt động chỉ có tháng được 200 điểm, 300 điểm của nó kia. Như hôm nãy Thanh Hướng với lại Hoài Hương ấy nói rằng là vì sao mà có những người mà thu nhập rất cao. Nó rất đơn giản thế này. Bây giờ anh nhiều cái tầng 1 nhưng mà các tầng 1 kia người ta chỉ có khoảng 200 điểm, 250 điểm thôi. Họ không đến 300 điểm. Thế là người ta chưa được hưởng tỷ lệ hệ thống. Họ không phần trăm. Thì cái đó nó dồn hết lên cho mình thì mình sẽ được nhận lương cao thôi. Mình sẽ nhận thu nhập cao. Nếu như bạn nào muốn thu nhập cao, cứ mở rộng hàng ngang thật nhiều à. Thế nhưng mà và muốn đi đường đua nhá, tranh đi thi tranh đường đua du lịch ở các nước, ví dụ như là 5 tháng anh phải đạt 36.000 điểm. Anh cứ mở nhiều tầng một rồi. Nó cộng lên là anh sẽ được thôi, sẽ được tăng trưởng. Xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn lắng nghe. À, cảm ơn chú Mạnh Hùng rất là nhiều ạ. Đấy, mỗi người một bí quyết rằng cả nhà hãy dành cho chú hai like, một người thanh niên rất là năng lượng đúng không ạ? Vâng ạ, một chàng thanh niên rất là năng lượng. Sáng nào cũng thấy Phan Nguyên thấy trong Zoom rất là đầy đủ. Vâng, rất là tuyệt vời. Và có ai còn muốn chia sẻ gì về buổi ngày hôm nay không ạ? Để chúng ta cùng nhau chia sẻ, chúng ta nhìn thấy những cái bài học kinh nghiệm của mình. Qua những cái câu chuyện vừa rồi thì các cô bác anh chị có ai rút ra được những cái bài học kinh nghiệm cho mình và cái bí quyết để tới đây chúng ta thay đổi một chút không ạ? Vâng, ai có câu chuyện muốn chia sẻ về cái cảm nhận của hôm nay thì xin mời bật mic lên ạ. Xin một ý kiến thôi ạ, vì thời gian chúng ta không còn nhiều. Xin mời bạn Hải, Song Hải đúng không? Rồi, xin mời em. Vâng, cảm ơn tất cả những ý kiến chia sẻ của các anh chị em trong hôm nay. Đúng là khi mà mình càng học, mình càng vỡ ra nhiều điều. Mới biết là lý do tại sao mà mình đang đi chậm. Cái về tất cả các cách chia sẻ của chị Thanh Hướng này, chị Phan Nguyên và chú Hùng ấy. Thì em, bản thân em ấy, trong lòng em thì em đương nghĩ là em phát triển theo kiểu mở ít nhánh chứ không mở tầng 1 nhiều. Bởi vì em sợ em không chăm được mọi người và không giúp mọi người nở hoa ấy, giống như chị Thanh Hướng nói. Thế nên là trong cái suy nghĩ và trong cái tư tưởng của mình thì đang làm theo kiểu dập khuôn và nó máy móc, nó không linh động như của bác Hùng. Bác Hùng chia sẻ rất là hay và cảm ơn bác ạ. Thông qua đó thì em đã rút ra được một số bài học cho chính bản thân mình. Cảm ơn các anh chị em trong Zoom đã chia sẻ hết mình và dốc hết những cái kinh nghiệm xương máu của mình để giúp các anh chị em đi sau như bọn em để mình tránh đi những cái ổ gà, ổ voi. Cảm ơn cả nhà. Em xin hết. Rồi, cảm ơn em Hải rất là nhiều. À, có ai xin chia sẻ nữa không ạ? Nếu không xin chia sẻ là Văn Nguyên. Cảm ơn chia sẻ của các Hùng Lĩnh sáng hôm nay rất là năng lượng ạ. Thì qua đây là Hồng cũng xin khẳng định với cả nhà như thế này. Chúng ta cứ mạnh dạng tỷ nhiều tầng một đi ạ. Bởi vì khi mà đã tàu vàng rồi là mình cũng không cần chăm họ luôn. Đúng không ạ? Khi mà cái người đó họ có tố chất tàu vàng rồi là mình không cần phải chăm họ nữa. Đó. Giống như bây giờ Hồng thật sự nói luôn á. Như bản thân Hồng nè, người hướng dẫn của Hồng chỉ cho Hồng thông tin, ngoài ra chấm hết. Đó, không có chăm chút Hồng một cái gì hết trơn. Mà tại sao Hồng vẫn vươn lên Hồng làm? Bởi vì khi mình đã nhận ra giá trị là mình làm thôi. Đó, còn cái về cái việc như các chị em nói là cứ nhẹ nhàng mở khách hàng thường xuyên cho người ta đi cái đã. Đúng không? Đó, mở khách hàng thường xuyên để cảm thấy là nhẹ nhàng, thoải mái tâm lý. Bây giờ về lừa đảo nhiều kêu đưa công chứng rồi tài khoản các thứ kiểu rất là rườm rà, rắc rối. Nhưng mà một khi mà đã yêu sản phẩm rồi
thì biểu cái gì cũng làm hết. Các anh chị thấy không, khi mà một cái người nam mà chinh phục một người nữ rất là khó đúng không ạ? Nhưng mà khi mà cái người nữ mà đã yêu, đã thích rồi, kiểu gì cũng là chinh phục, cũng là làm theo đúng không? Thì với CVD cũng vậy, kiểu như là khi mà người ta yêu sản phẩm rồi, người ta có cảm nhận rồi, có cảm xúc rồi, thì kiểu gì người ta cũng làm hết. Bởi vì khi đó là người ta đã nhận ra giá trị rất lớn ở đây. Tuy nhiên chúng ta bây giờ thay đổi trong cả cái tư duy, trong cách làm luôn. Tuyển thật nhiều, nhiệm vụ của chúng ta là gì? Luôn luôn tuyển thần một cho mình. Và trong những thần một đó, nếu mà ai là thật sự là tàu vàng rồi đó, họ sẽ tự học, họ sẽ tự tìm tòi, họ sẽ có khát khao tự làm hết. Thật sự mà nói luôn, học chưa bao giờ được người hướng dẫn của mình chăm học một cái gì hết. Không khẳng định luôn. Thậm chí mà nhiều khi họ còn là rào cản của mình nữa cả. Đó, nhưng mà học gì không ai ngăn cản được Hồng hết, bởi vì Hồng đã nhìn ra được con đường Hồng làm. Thậm chí trong hệ thống tư duy của Hồng hồi nãy, như các bạn nói, lên K7 rồi, nhận được tổng tiền thưởng và du lịch và các thứ lên đến 180 triệu rồi trong vòng 10 tháng, mà họ vẫn rời cuộc chơi, họ đi đầu tư một cái vấn đề khác. Họ nói là không muốn bán hàng nữa. Thật sự đâu phải bán hàng đâu, nhưng mà cái đó là cũng là một cái chướng ngại cho những bạn đó. Và thật sự là Hồng cũng nghĩ là họ chưa dừng đâu, họ chưa rời đâu, gọi là tạm dừng thôi, để là họ có một cái sự trải nghiệm thôi ạ. Và Hồng tin chắc rằng trước sau gì cũng quay lại. Bởi vì sao? Có cái gì mà tuyệt vời hơn CBD đâu. Nhưng mà chúng ta cần kiên trì. Và thật sự mà nói, đến thời điểm này, nếu anh chị em nào mà chưa có danh hiệu mà vẫn ở lại CBD, đó mới là thủ lĩnh, đúng không ạ? Chứ đừng nghĩ là mình là thủ lĩnh, đã kiên trì ở lại mặc dù chưa có danh hiệu gì lớn nào là đã là thủ lĩnh rồi, đúng không ạ? Xin hết ạ. Cảm ơn cả nhà đã cho phép. Cảm ơn chia sẻ của chị Hùng. Hồng rất là tuyệt vời. Và cũng giống như chị Hồng thì Phan Nguyên cũng là người bị mồ côi tuyến trên. Nhưng mà đúng là khi chúng ta đã có tố chất tàu vàng rồi, chúng ta đã nhìn ra con đường để tự chúng ta đi, chúng ta chẳng cần phải cứ người dẫn đường của mình thì chúng ta mới làm được, đúng không ạ? Đấy, thì những ai mà đã sẵn trong mình những cái mong muốn, khát khao và muốn thay đổi cuộc sống, thì chúng ta hãy cứ làm vì mình trước đi đã. Vì mình, vì đội ngũ của mình, chứ đừng nghĩ rằng là người dẫn đường không làm, hoặc người dẫn đường không vào học thì mình không vào học, người dẫn đường không thấy hô hào mình cũng chẳng vào Zoom nữa. Đấy, thì đấy là có một số những anh chị em đang có một cái tư tưởng đó, tức là nhìn người dẫn đường của mình vào học thì mình mới vào học. Đấy, hôm nào mà người dẫn đường không vào học là chúng ta cũng nghỉ luôn, chúng ta ngủ luôn. Có thể người ta bận hoặc là gì đó, thì chúng ta đừng nghĩ rằng là mình đang đi học cho người đi trước, hay là đang đi học cho tuyến trên, bởi vì chúng ta sợ rằng chúng ta học được, chúng ta làm được thì tuyến trên lại được hưởng hay sao ấy, mà chúng ta lại cứ phải so bì ra là người dẫn đường của mình có học hay không. Nên chính vì vậy mà các cô bác anh chị nhá, chúng ta hãy cứ làm cho mình trước đi đã, hãy hoàn thiện mình trước đi đã, thì chúng ta sẽ tuyển được nhiều F1. Đấy, khi mà chưa hoàn thiện được mình thì không tuyển được ai đâu. Tuyển ngay bản thân còn chưa xong thì làm sao mà tuyển được người khác. Vậy bí quyết cuối cùng là gì? Tuyển được nhiều, muốn tuyển được nhiều F1 cần học hành nghiêm túc, sau đó tự tuyển mình xong rồi tuyển người. Đấy, chứ không đừng nhìn theo người những cái người mà tiêu cực nhá. Thấy người ta bảo là tại sao cái người này chả vào Zoom mà tại sao chị đấy vẫn lên được K7 K8? À, người này mình thế là mình cũng lại học theo, thì là chúng ta sẽ bị hỏng mất đấy. Đấy, vì vậy mà ngày hôm nay các cô bác anh chị rút ra bài học kinh nghiệm cho mình nhá. Vâng. Và buổi Zoom của chúng ta cũng đã quá mất mấy phút rồi. Phan Nguyên xin được dừng lại chương trình ở đây. Và xin mời thủ lĩnh đã đọc bản tuyên bố nuôi dưỡng tinh thần đâu ạ. Vâng, xin mời thủ lĩnh Thu Hà. Vâng. Và trước khi thủ lĩnh đọc bản tuyên bố thì hãy dành cho chúng ta, tất cả chúng ta đang còn ngồi ở Zoom thời điểm này, highlight vì chúng ta quá tuyệt vời và xuất sắc, đúng không ạ? Vâng. Xin mời chị Thu Hà quay lại với chúng ta với bản tuyên bố Chiến binh CVD. Tôi xin cảm ơn phần chia sẻ của thủ lĩnh Phan Nguyên, cũng như tất cả các cái chia sẻ của các thủ lĩnh, để cho chúng ta thấy là những ai thành công ở CVD, để tất cả chúng ta đều là chiến binh, và để trở thành chiến binh CVD chúng ta hãy cùng phải nuôi dưỡng đâu mà cáo à tốt chiến binh CVD ạ. Tôi tôi là chiến binh CVD dũng cảm. Tôi biết ơn và cảm ơn CVD.
Động tác của mình.